Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát Thanh và truyền hình Vị Phúc. Qua 5 năm thực hiện đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt, Hội Liên Hợp Phụ Nữ xã Định Trung, thành phố Vinh Yên đã góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng về nuôi dạy con tốt cho các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi, giúp trẻ vị thành niên nâng cao nhận thức về pháp luật. Ngoài ra còn thành lập các câu lạc bộ gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Qua đó, hướng dẫn các bà mẹ những kiến thức cơ bản về nuôi dạy con tốt, cách chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai nuôi con bằng sữa mẹ, cách nuôi trẻ dưới 5 tuổi, được nhiều chị em trên ở bàn xã nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Làm cha làm mẹ phải làm gương, làm mẫu cho các con các cháu học tập. Và những cái hàng ngày phải khuyên giải nên bảo các con là nên tiếp xúc thành phần nào để có ích cho cái việc không những là sinh hoạt hàng ngày và cái việc học tập của các cháu. Sau 5 năm triển khai thực hiện, toàn xã đã thành lập và duy trì sinh hoạt hai câu lạc bộ gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan có 81 cặp thành viên tham gia. Các cấp hội phụ nữ đã cụ thể hóa nội dung của đề án bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi, thu hút hơn 500 lượt người tham gia bằng hình thức như tổ chức hội thi về tuyên truyền viên giỏi nuôi dạy con tốt. Tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ mà được đi tập huấn về thì nói chung là về tuyên truyền và À, vận động đến tất cả toàn thể các chị em hội viên thì nói chung là chị em cũng có thêm được nhiều cái kiến thức để áp dụng vào cái việc là chăm sóc trẻ và nuôi dạy trẻ từ vị thành niên. Để tiếp tục phát huy hiệu quả đề án, giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt, thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ Nữ Xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án trong từng giai đoạn cụ thể và chỉ đạo các chi tổ hội phụ nữ các thôn xây dựng các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững và nuôi dạy con tốt. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tam Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Phi, sinh năm 1993, trú tại xã An Hòa, huyện Tam Dương về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 1 tháng 12 năm 2015, lợi dụng lúc gia đình chị Vũ Thị Thiện, sinh năm 1986, trú tại xã Duy Phiên, huyện Tâm Dương, vắng nhà. Đoàn Ngọc Phi là hàng xóm nhà chị Thiện, đã đột nhập trộm cắp tiền mặt. Theo đơn trình báo của gia đình chị Thiện là 27 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Tâm Dương đã triển khai lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản nhà chị Thiện là đoàn Ngọc Phi, Tại cơ quan công an, Đoàn Ngọc Phi khai nhận đã trộm cắp nhà chị Thiện số tiền 2 triệu 456 000 đồng. Hiện công an huyện Tâm Dương đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định. Chuyển sang phần tin trong nước. Theo Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan, Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 11 năm 2015, cả nước có 3.088 doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia với 31.157 thủ tục. Có 22 thủ tục của 8 bộ là giao thông vận tải, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, y tế, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, văn hóa thể thao và du lịch, thực hiện trên cổng thông tin cơ chế một cửa quốc gia. Trong 8 bộ trên thì bộ giao thông vận tải có số lượng thủ tục thực hiện nhiều nhất với 8 thủ tục. Tiếp theo là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có 4 thủ tục, bộ công thương và bộ y tế có 3 thủ tục trên một bộ. 4 bộ còn lại, mỗi bộ có 1 thủ tục. Bộ Giao thông Vận tải cũng là đơn vị có số doanh nghiệp và hồ sơ giải quyết trên cổng thông tin cơ chế một cửa quốc gia nhiều nhất, với 2.762 doanh nghiệp, chiếm hơn 89,4% tổng số doanh nghiệp đã tham gia. Tổng số hồ sơ đã giải quyết 25.642 bộ, chiếm gần 82,3%. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, cả nước có gần 1.000 cơ sở sản xuất phân bón với khoảng 5.000 sản phẩm các loại, trong đó chỉ có 90 cơ sở có giấy phép. Tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả kém chất lượng tiếp tục diễn ra và ngày càng tinh vi, gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đô la Mỹ một năm. Hiệp hội phân bón Việt Nam cho biết, nếu trước đây việc sản xuất phân bón giả thực hiện với quy mô lớn thì nay lại sẽ lẻ ra. Những cơ sở này chấp nhận bán giá rẻ, trả chậm, chỉ cần trả trước 50% đã có lời. Khi bị phát hiện lập tức thay đổi mẫu mã khác. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, tình trạng hiện nay còn có nguyên nhân từ các địa phương các ngành chức năng cụ thể là sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở công thương do lực lượng còn mỏng không ít cán bộ kiến thức còn yếu có nơi buông lỏng quản lý thậm chí dung túng cho thấy nếu không kịp thời chấn chỉnh những tồn tại này sẽ khiến tình hình thêm phức tạp đây là những kẽ hở cần sớm được khắc phục nếu muốn việc sản xuất kinh doanh phân bón đi vào nền nếp theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước 11 tháng năm 2015, tăng trưởng tín dụng đã đạt 14,5 đến 15% và dự báo cả năm có khả năng tăng trên 17%. Như vậy kế hoạch tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng gần như đã hoàn thành, dòng vốn tín dụng đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP của cả nước lên mức 6,5%. Thời kỳ 2006-2010, tín dụng liên tục tăng với mức 30% nhưng tăng trưởng GDP thời kỳ này chỉ đạt quanh mức 7%. Như vậy có thể thấy Hiện tốc độ bơm vốn ngân hàng ra nền kinh tế đã giảm 1 phần 2 so với thời kỳ trước, nhưng đổi lại, mức tăng trưởng GDP vẫn được duy trì. Không những vậy, tiền vốn ngân hàng đưa ra đã chảy vào khu vực sản xuất, đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng thực chất và bền vững hơn so với chảy vào các lĩnh vực dễ gây bong bóng như bất động sản, chứng khoán. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch đợt cao điểm hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2016. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành chăn nuôi đang có những điều kiện thuận lợi do dịch bệnh trên gia súc gia cầm không phát sinh rộng, thị trường đầu ra khá tốt. Người chăn nuôi đang tích cực vào rộng đàn, chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2016 từ nay đến Tết Nguyên Đán 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục duy trì lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm rau, thịt, thủy sản, đánh giá nguy cơ và tổ chức thanh tra, điều tra nguyên nhân, xử lý vi phạm, kể cả dừng thu hoạch hoặc thu hồi sản phẩm không an toàn. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các hoạt động ngăn chặn tạp chất có hiệu quả. Chia sát và tin quốc tế. Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 7 tháng 12 đã lên đường sang thủ đô Islamabad, bắt đầu chuyến thăm Pakistan 2 ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Ấn Độ sẽ tham dự hội nghị đa phương trái tim châu Á về vấn đề an ninh của Afghanistan. Ngoài ra, bà Swaraj dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif bên lề hội nghị vào ngày 9 tháng 12 để thảo luận về các vấn đề quan hệ song phương. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Ấn Độ Sunma Swarai cũng sẽ có cuộc gặp ông Satay Aziz, cố vấn về các vấn đề đối ngoại của Thủ tướng Pakistan. Phát biểu trước cuộc gặp, cố vấn Aziz cho biết hai bên sẽ thảo luận nhiều vấn đề nhưng sẽ tập trung vào việc nối lại tiến trình đối thoại song phương. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ cùng với cuộc gặp giữa các cố vấn an ninh quốc gia hai nước ngày 6 tháng 12 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan được kỳ vọng làm tan băng căng thẳng quan hệ song phương. Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Pakistan Sharif đã gặp nhau bên lề hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ở Paris hôm 30 tháng 11. Sau cuộc gặp tại Paris, Thủ tướng Sharif tuyên bố các cánh cửa đối thoại giữa hai nước nên được mở ra. Con số người tị nạn ghi danh nhập cảnh Đức năm nay đã lên tới con số 965.000 vào cuối tháng 11 vừa qua, cao hơn nhiều so với mức dự kiến cả năm vốn chỉ được công bố 4 tháng trước đây. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức, có khoảng 206.000 người mới nhập cư hồi tháng 11 và đẩy con số tổng cộng cho năm 2015 vượt quá 800.000, mà Bộ trưởng Nội vụ Đức hồi giữa tháng 8 đã tiên đoán cho cả năm. Chỉ vài tuần lễ trước khi làn sóng người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và vùng Ban Căng tăng vọt. Trong hoàn cảnh chỉ có vài quốc gia châu Âu khác sẵn lòng chia sẻ gánh nặng, con số người nhập cư này đã khiến chính phủ Đức gặp khó khăn trong việc cung cấp nhà ở và hoàn tất thủ tục giấy tờ cho họ. Cơ quan di dân và tị nạn của chính phủ Liên bang Đức chỉ có thể hoàn tất 35.422 hồ sơ hồi tháng qua. Tuy nhiên, cũng theo Bộ trưởng Nội vụ Đức, nhịp độ người di dân tới Đức cũng giảm trong hai tuần trở lại đây, còn khoảng 2.000 đến 3.000 người mỗi ngày, thay vì 8.000 đến 10.000 người như trong mấy tháng trở lại đây. Mỹ đã xác nhận cái chết của một thủ lĩnh cấp cao nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Libya và một kẻ khác là lãnh đạo al -Sabat. Theo đó, tên Abdul đối tượng là mục tiêu của cuộc không kích do máy bay F-15 của Mỹ thực hiện tại thành phố Derna, Libya hôm 13 tháng 11, đã tử vong. Người phát ngôn lầu năm góc Jeff Davis cũng xác nhận một thủ lĩnh cấp cao của al shabaab nhóm có quan hệ với Al-Qaeda, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích mà quân đội Mỹ tiến hành ở Somali hôm 2 tháng 12. Theo lầu năm góc, tên này là Abdi Brahman Sanhir, biệt danh UKAS, và vụ không kích trên là một đòn giáng mạnh vào al shabaab các trường học ở Bắc Kinh phải đóng cửa, còn các công trình xây dựng ngoài trời ngừng hoạt động sau khi chính quyền thủ đô Trung Quốc ban hành cảnh báo đỏ đầu tiên về ô nhiễm. Mức đỏ là cao nhất trong thang cảnh báo, bắt đầu từ sáng ngày 8 tháng 12 và sẽ kéo dài cho đến tận giữa ngày thứ Năm 10 tháng 12. Các giới hạn đã được áp đặt đối với việc sử dụng xe hơi và một số nhà máy phải ngừng sản xuất. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 8 tháng 12 theo giờ địa phương, máy đo không khí do sứ quán Mỹ vận hành ở Bắc Kinh cho thấy mật độ các phần tử nhỏ độc hại PM2,5 ở mức 291, cao hơn nhiều so với mức an toàn mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra là 25 microgram trên mét khối khí. Các ngành công nghiệp và hoạt động sưởi ấm nhờ than cùng sự phát thải của các phương tiện và bụi bạm từ các công trường xây dựng đã tạo thành lớp bụi mù bao trường Bắc Kinh. Tình hình càng tồi tệ do độ ẩm cao và ít gió. Cuối tuần qua, đài truyền hình CCTV của Trung Quốc đưa tin một số khu vực ở thủ đô nước này có tầm nhìn chỉ 200 mét. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của đài phát thanh và truyền hình Vị.